Rồi chào anh em nha, chuẩn bị mình giao đồ cho anh em, sẵn về được số đồ mình quay cho anh em tiếp nha. Đây, đây là cái da da bóng nè nè, kiểu cũng còn khá đẹp nè nè, da đặc biệt là không có lủng nách gì nghe nè. Gừ xài nhiều nó hay rách mấy hông này nè, mã này bao cho anh em luôn, không có rách, còn rất là đẹp, đường chỉ mai nè còn rất là đẹp, không tét. Vậy anh em chỉ cần tháo ra cái da tông yên ra mình lọc lại là xong. Đó. Vậy bữa mình có về nguyên cái yên nghe nè, hiện tại là giờ còn cái da. Ở đây là có cái cây vò đạp, cây vò đạp tồn kho nghe anh em chưa xài. Có ốc số 7 luôn nha. Ở tên cổ vẫn có số nè anh em thấy không? Tên cổ nó chưa đóng cục cao su vô nha. Đây, và cục cao su nó được 5 tông bịch luôn nè. Có tem nhãn mát đầy đủ nha nè. Đó, về anh em đóng vô. Đây là một cái cần đạp thắng tồn kho. Đây. Chưa sử dụng nha anh em, rất xi rất là đẹp. Đó. Hàng tồn kho có dấu chấm cái này nè, đẹp thấy không? Rồi bên đây là cặp gù nghe nè. Cặp gù tồn. Xe anh em nào hiếu gù tồn này thì nên vô nghe anh em, nên vô, nó cứng với xe lắm nè, vuông góc cứng xe, ốc chích ba ke lớn, ở trong là một khối chì rất là nặng nghe nè, vô xe chạy rất là đầm nè, nên thấy góc cạnh nó rất là đẹp nha. Đây là một cặp cái cần số rất xe si thì rất là đẹp, không bung chóc nghe nè, si đẹp. Cái này anh em hay vô bộ ba này cũng ok nè. Cần đạp chân thắng và số. Ở kia nó có cái ngậm nè, nè thẳng vô nè nè, cái ngậm dài nha. Đầu đúng nè. Cái xì tóp chân nè nè. Hàng tồn kho còn trong bịch. Chưa sử dụng nha nè. Hai đầu là hai đầu ghim nha. Hai đầu ghim là đúng với nó nha anh em, nè thấy không? Bên đây mình có một cái cũng theo xe nè. Đó, đầu ghim nha anh em. Theo xe có toàn có. Và đây là cây cuộc sau. KJB tem đen rất xe nha anh em. Rất xe rất là đẹp. Chữ không có mờ cái nào nha anh em. Đây là của 99 nha anh em. Xi nè anh em thấy không? Y như phục tồn luôn. Và số. Số đóng tên như phục nè. KJB nè. Ở nước tên chân này còn dấu sơn luôn nha nè. Nè, đó. Dấu chấm sơn luôn. Xi rất là đẹp. Ti rồi đẹp tới cổ luôn nha nè. Bao nhúng nhảy im cho anh em và bao xì. Cao su phục này cũng còn khá đẹp anh em. Tên cao su phục có số và chữ KJB luôn nè. Đây nè. Quá đẹp. Này mới gắt xe có lần đầu nha nè. Quan trọng là cái xi này còn sáng ở mức độ này à. Chân bóng lưỡng luôn. Tem này anh em rửa nhiều nó sẽ bị mờ này, cái này ít rửa nè. Và đây về có nguyên bộ cùm heo 99 luôn nè nè. Dây dầu đá. Nước sơn zin còn rất là đẹp. Nè, dây rất là dẻo, ốc zin, đá 99 nè. Vậy xem cái đát lên dây dầu cho anh em xem. 99 ha. Cộng dây cũng có đát nè. Tiền. Cộng dây. Đây. Tháng 11 năm 99. Cộng dây này như tới 2 đát luôn. Bên đây cũng có. Đây. 99 nè, 11 năm 99. Full bộ dây dầu lên tên cái ben nè, lỗ chân ốc 8 ly nghe này,
cái tay hắn zin còn luôn nè, 51D nè, cái gân bao tay nè em thấy không, ở giữa nè, gai gai bầu nha anh em, ở giữa nó có cái sóng nè, sóng lên rất là đẹp nha. Bộ này còn rất là vip, cầm công tắc thì khỏi phải bàn, dây còn nguyên hỷ, dây xì tớp chưa cắt nối cộng nào nha nè, và được dán keo rất là đẹp nha nè, keo này vàng theo 5 tháng luôn nha nè. Tay e nè, ốc e là còn nút chữ rồi còn rất là đẹp nè, anh em thấy không, mấy cái chữ nó không bay mờ nha. Bên đây cũng vậy nè, được phủ lớp keo thêm 5 tháng nè, lớp keo nó vàng luôn nè, nút công tắc thì còn rắc rắc hết nè. Tại cái vàng này ít có xài lắm nè, cái cây ghi đông là cây ghi đông gam chuẩn 100% rồi, có chữ C nha nè. Cây này được là gam nguyên cây nè, không cong quẹo nha anh em, thường đụng là mấy sấp bát này anh em để ý nó sẽ bị cong nha, mà cái này nó không cong quẹo gì hết, rất là đẹp, dây thì dẻo dẻo. Thì nguyên bộ như vậy mình sẽ bán nguyên bộ, và anh em nào mua có nhu cầu mua lẻ anh sẽ rất lẻ nha anh em. Mấy con heo dầu nước sơn nhìn này rất là đẹp. Đây, cái chế ba cục trước này. Ốc. Hai ốc số 7 nè. Đá còn luôn nè nè. Cái đá này nếu mà rửa một vài lần nó sẽ bị bay nha, đá còn luôn. Đó. Khi bán cho anh em bộ này em tặng cho anh em bộ chán cổ luôn nha. Quay lại nước sân gin của phục nè, ti thì khỏi phải bàn, ti chưa xước không xì, cái bát ở đây còn rất là đẹp này. Đây góc chừng này nè, quay vào mấy ốc chừng chơi này chưa háo một lần rồi. Dạ, chưa có háo lần nào nghe nè, rồi đúng thử nha. Đó. Anh em đi bộ này vô chuẩn này thì mình đi vô tốc độ cao sẽ nghiệp xuống nha nè, không bị quơ không đảo nha nè. Mấy cái bát dây dầu còn rất là đẹp luôn, 7 màu chưa xét, đặc biệt mấy cái răng này nè nó còn rất là đẹp luôn nha, để ập cái chân ba vô đây là không bị chạy nha. Toàn bộ này mình có rất lẻ nha, đây là một cái lò xo ghim toàn nha, ngắn bẻ rất là đẹp, nó ngắn hơn bản lò xo già rồi lò xo mới chút xíu nha nè. Đây là nước si rất là đẹp, cái rồi cái bên thì có thêm một số phụ tùng chuyên thắng heo xe Uri. Đây vàng tươi luôn nha, này Made in Malaysia nè, đó anh em thấy Uri là nó vàng B8 vàng cực kỳ. Made in Malaysia. Cái hàng này là quýnh lửa cực kỳ chuẩn nha nè, chuẩn và mạnh đó. Thì hồi xưa nhà sản xuất ta vô bugi này à, B8 nè, Made in Malaysia. Hàng này số lượng có hạn nha nè, anh em nào muốn vô xe hấu mà lửa quýnh bao chuẩn. Cái nào cũng vàng tươi. Đây cặp cánh chim. Cánh chim này rất xe. Có điểm cao su luôn rồi nè. Cao su zin. Này để nó chống rung quá nè, nó keo nó còn. Rồi, định chưa? Và đặc biệt
cái ghim này rất là dẻo nha, không có gãy được nha, nhưng cái mấy cái mới nha, dẻo à, nói với mấy cái dè rồi nè, rất là dẻo nha. Đây, yếm đây, cái yếm giữa bốn ngạnh thì còn đủ luôn nè, không có gãy nha anh em. Cái đồ này ghim thì nó dẻo nè, mình uống lại gì vẫn được nha nè, rất là dẻo. Dạ anh em xài thời gian nó sẽ bị lên bóng nha, lên bóng giống như này, cái dè nè, cái dè này dựng ngoài nhiều nè, với lao nhiều lên bóng này nè, đủ là dẻo không nè, không có gãy nổi nha. Rồi mình lên trước cho anh em số đồ này, anh em nào có hiếu gì nữa thì cứ alo mình nha. Khi nào mà về đồ về tiếp mình sẽ quay lên cho anh em xem nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ rất nhiều nha.